Dạ kính thưa sư, theo đạo Phật nguyên thủy thì trước khi mình được sinh ra thì mình là gì? Sao con vẫn có những ký ức mơ hồ, lúc bé xíu xiu có những ham muốn suy nghĩ riêng? Thì xin thưa là trước khi quý vị sinh ra thì quý vị sống ở kiếp sống khác. Đời sống của chúng ta là một dòng luân hồi, từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, từ thai bào đến với thai bào, rồi chúng ta đi từ địa ngục đến ngạ quỷ, súc sanh, đi lên cõi trời. Nhưng mà đa phần chúng ta đi tới các cảnh giới sa đọa. Cho nên là ở kiếp sống trước thì chúng ta chỉ đơn giản là một cái đời sống trước. Còn nếu truy nguyên mà truy cho tới cùng thì chỉ đơn giản là mình cái dung, tạm sư tạm gọi là cái dung lượng bộ nhớ của mình nó không đủ khả năng để ghi nhận sự kiện đó. Nó giống như mình đòi hỏi một cái sự hiểu biết về nguyên tử, về các cái phương trình phức tạp trong lò phản ứng hạt nhân. Mình đầu sự hiểu biết đó mà mình chỉ là một đứa trẻ 3 lên 3 thôi, thì xin thưa là không có cách chi để cho mình hiểu được. Mà giả sử có cách nào đó nhồi nhét thì cái bộ não của một đứa nhỏ lên 3 nó sẽ chịu tổn hại khi mà nhận một cái lượng kiến thức vượt quá cái khả năng của nó. Cho nên cái mà quý vị muốn truy tìm nguồn gốc đó, thì hãy để qua một bên. Mà Đức Thế Tôn nói chỉ đơn giản là bây giờ con muốn biết thì con chỉ nên nhớ như thế này: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên u bi lão tử. Nó giống như là một cái đứa nhỏ mà nó đem cả một cái quyển sách toàn là những cái bài toán ra đó, nó hỏi cái vị giáo sư á, thì xin thưa là sách nó đem thì có khi nó cân nặng quá trời quá đất, một quyển, hai quyển, mười quyển, một trăm quyển sách toán á. Thì giáo sư nói thôi bây giờ nè, thay vì á, con ngồi đó mà ta giải cho con thì thật sự ta không có thời gian đâu. Con nhớ dùm nghe, nhớ dùm ta một số công thức. Ví dụ như công thức của phép cộng nè, 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, công thức của phép cộng, công thức của phép trừ, công thức của phép nhân, công thức của phép chia. Đó, con nắm công thức đó, rồi sau đó con áp dụng vô những bài toán này là con giải ra hết. Chứ còn bây giờ con ngồi đây thì không có thời gian đâu mà ngồi giải từng bài cho con biết. Cũng tương tự như vậy, dòng luân hồi của chúng ta đó, nó dài vô thủy, tìm hoài biết bao chừng nào cho hết. Thì Đức Thế Tôn á, ngài nói cái công thức chung là đủ rồi, tức là vô minh duyên hành. Ngài nói công thức chung là nó đã bao hàm hết cái dòng luân hồi của mình rồi. Khi mình hiểu được thì mình sẽ hiểu cái khởi thủy của mình là từ đâu. Nghĩa là sẽ tóm gọn lại nha, nếu như quý vị muốn hiểu cái khởi thủy của mình là cái gì thì quý vị phải hiểu ý nghĩa một cách tận cùng, một cách rốt ráo câu nói của Phật, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Khi quý vị hiểu được một cách tận cùng, một cách rốt ráo, hiểu hết được rồi thì quý vị sẽ hiểu được cái đời sống của mình từ cái khởi thủy là cái gì. Còn nếu như mình nghe mình không hiểu gì hết thì đó, vậy đó, không phải là Phật không nói mà nói mình không hiểu, đơn giản vậy thôi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.